Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình, đề xuất các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản trình Chính phủ xem xét quyết định. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các biện pháp điều tiết thị trường theo nội dung quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Việc điều tiết thị trường phải đảm bảo cung cầu, cơ cấu sản phẩm bất động sản phù hợp theo từng giai đoạn. Quyết định này còn được thực hiện thông qua việc lập, trình phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở.